Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Của Chim Sẻ. Ok, Tuấn Sắc Cơ ơi, nhưng mà đi dọn đầu tiên thì thủ Chim Sẻ đã bỏ quả đây rồi. Bỏ quả khá là xa. Tuấn Sắc dẫn trước 2-0 ở trong kèo 2-2. Đấy, cần 3 chiến thắng nữa để có thể hạ gục hai cái thủ đến từ cả đội Trung Quốc. Bây giờ cũng là 10 giờ rồi. 3 trận nữa rồi, ok, nước mạnh nhá. Đây là bỏ quả đầu thì thủ Chim Sẻ nó chắc là BG luôn thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây và có kết quả thứ 7. Quả đầu 7 cây thì nó sẽ trong trận đấu này. Đây sẽ chia BG để thắng một quả của mình. Đóng trên này ăn 4 cây, đóng trên này ăn 3 cây, đóng bên trên. Trên này thì có thêm đất vẽ ruộng. Gì vậy? Sao này? Ok. Cái gì đây? Kaku ơi! Ôi trời ơi, Kaku! Ôi trời ơi, Kaku ơi! Và đây là máy của cái lũ chim sẻ. Dạ thôi ạ, à, hai voi. Ok ạ. À. Được. Rồi, chúng ta đi dò đầu tiên tới thủ chim sẻ. Là xin thông báo anh em những kèo đấu vào ngày mai của team chúng tôi. Và ngày mai chúng ta sẽ có kèo đấu tếu không được khóc Random AC chạm 5 13 giờ chiều mai. Huy thứ Gandhi cộng 1 fan đối đầu với 98 Hào Nô 1 cộng 1 fan chạm 7. Thì mình sẽ bình luận trên fanpage anh Huy. Cả mình sẽ bình luận trên TikTok Vitamin. Ngày mai thì sẽ không có kèo anh em ạ. Những kèo đấu vào ngày mai. Mai bận gì anh cũng thêm mấy yêu nữa. Thôi, để làm gì. Tập trung làm việc đi. Con voi tiếp theo. Bài 3 voi đến từ cái thủ chim sẻ rồi. Mà hơi đáng tiếc khi mà Vsix đánh bài tàu có voi trên dân thối thịt anh em ạ. Tàu qua thì phải nói là siêu đau luôn. Mất cả con voi, mất thịt con voi xong thì mất cả dân nữa. Lại phải chuyển sang đánh bài Việt. Ôi giời. Đau đấy, tận đấy là siêu đau anh em ạ. Con voi thứ hai đưa về đây rồi, có con voi thứ ba, nói chung đồ ăn vẫn là ok. Thế bảo hai anh em sẽ đánh ôm nhau phát triển trận đấu này. BG đang quá phụ. Asus TV 17, hôm nay 19, Huy chậm 2 dân cơ. Chậm ghe nữa vào đây. Chết giờ rồi. Chậm 2 dân đến từ anh Huy. Đau đầu đấy. Vâng, và đến với trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu bạn về nhà chợ King Blue, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. King Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm của King Blue đều được gia công sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế nên chất lượng không hề kém cạnh các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, King Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ra những sản phẩm có chất lượng, độ bền, độ ổn định cao và an toàn cho người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng tôi bán giá trị, bán niềm tin và bán sự hài lòng. King Blue cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, yên tâm và hài lòng cho quý khách. Mọi thứ chi tiết về các sản phẩm tới từ nhà chợ King Blue thì anh em thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0707 616 626, hoặc anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận để có thể tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm tới từ nhà chợ King Blue. Hiện tại thì King Blue đang có chương khuyến mãi giảm giá 6% cho anh em, tặng thêm cấp giữ nhiệt cao cấp và thơm cuộn 2m. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thêm chiếc bé nữa thì anh Huy đang có được thêm con voi. Đây, đang đưa con voi này về. Rồi, kích đời. Chưa kích được, 8-2 mấy chưa kích được đời này. 8-2-6. Với bài 27 dân trừ 1 đến anh Huy. Đây, có quả đây này. Đây, quả đây, bú đi. Có. Rồi, giải quyết được con voi này. Dạ ok anh, vùng trời bình yên đây. Đang cố gắng để ôm nhau đến từ cái anh chúng ta. Máu 5 dâng A rồi. Vâng, Vsix dâng A đổi mạng. Không thủ được. Đây là màn máy thủ chim sẻ. 26 trên 28 ở trận đấu này. Căng nhè.
Vâng, thêm vài chiếc ruộng nữa này bài đấu này. Một bài đánh 25 dân cộng 1 tới từ game thủ chim sẻ. Vì sức thì do bị đội bạn dâng A nên quyết định bỏ nhà đi dâng ngược đội bạn luôn. Mai rảnh không anh? Có em ơi, mai anh rảnh em ơi. Sau khi xong kèo chiều, tối mai không kèo rồi thì, em có thể liên hệ để chúng ta kết hợp cùng với nhau 95 chủ kính em nhé. Để tiếp theo đến từ chia sẻ đây rồi. Cuối tuần này sẽ đánh với ai ạ? Đây để em xem lịch anh ơi. Đây vào chim sẻ nàng chấm con có ai. Ok anh đợi tí. Quả nhiên tự do Ivy Cup Peter thi đấu à, cuối tuần này thì nguyên thủ chim sẻ sẽ đối đầu với đó chính là chơi đấu tuần tiếp theo. Đây tuần 6 đây rồi. Chưa có lịch tuần này anh ạ. Chưa có lịch tuần này. Thôi cũng quay trở lại với trận đấu này. Tham ai muốn đích chim sẻ bắt đầu đẩy quân đi rồi. Vâng, tham ai là 45 và đây là nhà màu 5 game thủ Xe Long với một mỏ gỗ đã bắt đầu bắn vào nhà Xe Long. Tới từ chim sẻ nắng và cả Huy xếp ở đây nữa rồi. Và Huy sẽ về 7 giờ, còn sẻ thì xuống 6 giờ tìm xem còn cơ sở của Xe Long hay không. Tham lai 52 trên 56 thì chim sẻ vào đây là một quả của đối phương. Bắn luôn, đang cơ cống ra ruộng và đây là nhà game thủ Xe Long. Xung. Rồi, xung đây. Chụp. Đánh 22 cung đường, chúng ta sẽ đánh map Huy ơi, tránh Thanh Tuấn nhá. Đấy, gặp cung đường kia. Đấy, đang bắn dân Xe Long rồi, 5A bắt đều đến từ game thủ chim sẻ, thế là bắn ai. Hai nhà đội bạn vẫn đang bắn huy sức, trong đó anh Xe Long đang cháy nhà đây rồi và đội bạn đang bắt đầu giật quân về để có thể đỡ. 57 đó, thằng lại tải những hình thủ chim sẻ khá nhiều quân Xe Long ở đây, nâng cấp gỗ 2 cơ cấu ra thêm ruộng, chưa thấy một đâu và Huy đang nhắc chim sẻ đang cẩn thận. Bộ một cũng đã bắt đầu đi cùng Xe Long, hình như là muốn ốp sẻ rồi. Tham lại được số là 5x để cho bài đấu này sẽ ốp đi để anh gọi nó ốp mình chứ. Và bạn bắt đầu làm chim sẻ những cái góc này thì quá tù nhiều đội bạn. Tới tiếp theo vào đây nghe. Tham lai 6 x thủ chim sẻ đang chưa thể dàn quân dành cho anh thủ bên phía Trung Quốc và đội bạn đã chết rất nhiều cung đường góc này và ơi giờ quá hay anh em ơi. Và một pha đụng vào cái khe rất hẹp dành cho một đội Xe Long như thế nào và bị bắt rất nhiều quân. Huy Sơn bắt đầu lọt nhà vào một và đang bắt được cả dân Xe Long trong này với tham lai là 37 đến anh Huy. Một bài đấu mặc dù em hơi lỗi rồi Huy Sơn nhưng cũng là một thế dâng A đổi mạng với đối phương. Và tham lai là 36 trên 44 dành cho bài đấu này. Chơi thôi. Đây là máy nguyên thủ chim sẻ. Tập này thì sẻ khỏe nhất map rồi nhưng mà đang bị lọt nhà một chút anh em ạ. Rồi 76 là tham lai hiện tại cho bài đấu này. Vâng, 7E bắt hết quần tới thế làm luôn. Ok. Rồi. Đánh chậm lại một chút nào, bắt quân tới làm đã giữ dân. Đối từ cái vụ chia sẻ trong trận đấu này. Ok, bắt hết quân tới thế làm rồi. Xoay tham dân tới đây Huy ơi. Huy dân, sẻ 3 dân, vẫn đang có tham to nhất bản đồ. Xe Long thì ngang Huy sức tôi, tươi đấy. Thế trận vẫn đang là ok dành cho hai anh thủ chúng ta anh em nhá. Huy sức cũng đã có những tình huống dâng A đi quản khét lẹt đây rồi.
Sen Long cũng đã bay nhà với bàn đấu đi dâng hàng của mình và bắt đầu ôm dần về phía nhà Tế Lạp để hồi lại. Đá bay quy là 36 trong trận đấu này các bạn ơi. Trẻ tầm này có thể bung BC ra được rồi. Đây vụ chim sẻ với tham lai là 82. Đá mid E. Nhà tiếp theo tới từ vụ chim sẻ. Ra bo BC mặt giữa nhà nữa dễ kín. 83/92 là tham lai tại trên cho bàn đấu này. Bắt đầu mà sẽ là thế phát triển giữa chim sẻ nắng và cái thủ Tế Lạp thì mình nghĩ là hoàn toàn ok. Chấm thêm vài cái E ở đây. Và bắt đầu đi quân. Chưa thấy quân được bạn đâu cả các bạn. Vì này đánh khá ok đúng không anh em. Đây nhà BA đi dâng của cái thủ Sen Long. Dân dân chơi trong nhà sẻ Huy đây. Đây rồi, vẩy. Ok, vẩy tiếp. Vẩy tiếp. Hay quá. Rồi, né đấy. Và cái E tốt tới cái thủ chim sẻ để bắt dân của Sen Long. Vẫn là pha vẩy E của cái thủ chim sẻ nắng. Tiếp tục là pha vẩy E Sen Long cũng chạy. Quá ghê, chim sẻ chạy đâu anh này. Nhiều. Né. Rồi, chụp cái E. Bắt được khá nhiều dân Sen Long. Chim sẻ bắt đầu chụp rồi. Rồi thì sao chụp. Các bạn biết rồi đấy. Cay ghê. Ở chửi này chứ chưa quýt. 22 này là chửi anh em ơi. Chưa quýt đâu. DC lên đầu máu. Có quân Huy trong này này. Đây, cũng đồ Sen Long đây. Cả dân đây nữa. Sen Long vừa mất dân đầu. Bắn cái bóng lên luôn. Dân đã làm bóng nữa. 100 đến từ chim sẻ rồi. Bây giờ chơi mặt 12 giờ sẻ bo rồi. Mở được cái đào vàng đấy cụ ơi. Chắc nó khỏe. 57 dân đấy tự. Nhiều dân thế. Làm dân dân hơi to đấy. Nhà chính đến từ chim sẻ nắng. Rồi như vậy là Huy lại làm 7 dân nữa của game thủ Tế Tế Lạp. Với cái thế phát triển này thì mình nghĩ là chim sẻ nắng không hề ngán game thủ Tế Tế Lạp luôn. Xe Long thì đang hồi, kệ Xe Long hồi. Trăm mười bảy đó là tham lại tại dành cho cái vụ chim sẻ trong trận đấu này. Trong cái vụ mình đã tự ao ra này. Bắt đầu đấu quân với cầm 1-1 dành cho game thủ chim sẻ nắng đây rồi. Rất nhiều quân đấu với đối phương. Súng. Tham lai là 124 ở trong trận đấu này. Nhờ cái lưu của chim sẻ đầu máu đã lên xong. Ở đây sẽ là tấn ôm quân để có thể kết thúc bộ đôi đến từ cặp đấu Trung Quốc và nâng tỷ số lên 3-0 trong buổi tối ngày hôm nay dành cho hai game thủ chúng ta. Tham lai 120 dành cho chim sẻ nâng bản đồ. Chơi rồi. Gì đây? Rồi ốp A rồi bạn. Huy đang lủng ở bên trong. Như này là thắng rồi anh em ơi, không cửa thua. Xung. Tham lai 113/152 dành cho game thủ chim sẻ ở trận đấu này. Chí nhà rồi bạn thôi. Vâng, tham lai 112/152 dành cho những đội chim sẻ. Đây là cơ sở hội với phía bạn. Nói chung là đến tập này thì mình nghĩ là ok thôi. Chúng ta đối phương là xong luôn. Vâng, cũng lại ao hết tài khoản ra này. Xem anh em có bị ao cái lúc nào không. Còn 9.200 anh em đang xem đây mà tôi đang bị lock out Facebook em mà không vào lại được. Rồi tham lai là 118/152 cho những chim sẻ BK để có thể kích 4. Xe Long đang bóc máy vào nhà với 6 cung R thôi. Và sẵn sàng cái 47 để bắt hết tơn này và đang ốp nhà của ý thủ Tế Tế Lạp dành cho cái thủ chim sẻ. Tầm này lao vào đây thì chỉ có vỡ thôi anh Long ạ. Vỡ. Bắn cái gì? Vậy tiếp. Pha 7 E đến cái thủ chim sẻ. Tiếp tục 7 E để bắt quân đối phương. Và tham lai là số 103. 7 E. Bắn sạch quân của ý thủ Xe Long luôn. Không sợ anh em ơi. Chơi đi. 97/152 đó tham lại tại cho bài đấu này. Đã đang cố gắng để bắt quân của đối phương. Huy sức đang hồi rồi. Sẽ
Sài Long móc máy, chịu khó móc máy phết anh em ạ. Rất chịu khó móc máy từ thủ Sài Long. Thằng này đội số là 94, soi tham. Tham vẫn đang đè rất mạnh ở bộ đội chúng ta bên kia. Quýt anh em ơi. Không chịu quýt đội bạn anh em ạ. Vâng, không chịu quýt nhỉ, lì thật sự. Tham Lai 108 thì đối thủ chim sẻ trong trận đấu này. Đến hot. Rồi, quyết định đánh hot trận đấu này rồi. Bỏ nhà cứng luôn, huy sức hồi bao nhiêu rồi. Huy sức hồi Tham Lai 70, to đùng ngã ngửa đây, đào vàng lên 4 em ơi. Cho sẻ đẩy một tơn. Và quýt rồi, tỷ số là 3-0 dành cho cái thủ chúng ta ở trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em có bị out Facebook không nhỉ? Giờ không vào được Facebook nữa luôn. Sẻ xem có bị out. Mình bị out tài khoản Facebook, giờ đăng nhập vào cũng được luôn. Chờ đợi trận tiếp theo sau đây anh em nhá. 3-0.